Sau khi sử dụng Lumi ấy, thì là mình có yên tâm nhất là cái vấn đề về an toàn. Dù đi đâu, ở đâu thì mình vẫn kiểm soát toàn bộ ngôi nhà thông qua cái hệ thống smartphone được. Là sợi dây kết nối rất đặc biệt giữa các thành viên trong gia đình. Bên cạnh những hành động quan tâm thường ngày, các bạn đã sẵn sàng thêm một chút gia vị mới lạ cho mái ấm của mình, thêm nhiều tình yêu thương, niềm vui và cảm hứng hay chưa?